Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại phường Phú Vang thuộc địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và ngày hôm nay thì khi mà có mặt tại Huế thì Nhân sẽ quay trở lại Nhân thăm chùa Thanh Đức, là một ngôi chùa khá là đơn sơ và sập sệ mà sư Đắc Tâm hiện tại là tu tập chỉ có một mình đây thôi. Và trước kia thì chùa đã từng có một cái khoảng thời gian khá lâu bị bỏ hoang, và khi mà sư Đắc Tâm có duyên đi ngang qua đây á, thấy một cái ngôi chùa sập sệ như vậy thì sư với một cái tâm nguyện rằng là đến chùa để tu tập, để giảng pháp cho bà con quý Phật tử ở khu vực gần đây. Và sau khi mà Nhân chia sẻ về chùa Thanh Đức lên á, thì có rất là nhiều kẻ xấu lợi dụng hình ảnh cũng như là những cái video mà Nhân chia sẻ về chùa để kêu gọi và trục lợi từ thiện. Thì lần đó thì Nhân có chia sẻ rằng là trên video Nhân nói rằng là Nhân không có nhận quyên góp, và Nhân để số điện thoại của sư Đắc Tâm lên, nếu mà quý Phật tử nào mà muốn góp một bao xi măng hay là cái gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với sư. Ngoài ra thì tất cả những cái video hoặc là những cái số tài khoản, những cái số điện thoại khác kêu gọi từ thiện để quyên góp xây chùa đều là lừa đảo hết nha cả nhà. Chỉ có số điện thoại của sư Đắc Tâm thôi. Nếu mà cả nhà liên hệ được trực tiếp với sư á thì cả nhà góp sức cho chùa, còn không thì cả nhà không được chuyển khoản với bất kỳ hình thức nào cho những cá nhân khác. Và ngày hôm nay Huế thì đang mưa, và Nhân nghe nói là chùa cũng dột rất là nhiều chỗ, vì vậy Nhân ghé Nhân thăm chùa xem thử là chùa như thế nào, với lại là Nhân cũng trò chuyện với sư xem thử là bữa giờ có ai làm phiền sư rồi gọi điện lừa đảo sư hay không. Và Nhân tiện ngày hôm nay Nhân muốn chia sẻ và giới thiệu một cái bộ truyện rất là hay mà nó có tính nhân văn ở trong này. Và Nhân có duyên, Nhân được một vị sư tặng, nhưng mà Nhân cũng muốn chia sẻ để quý khán giả, quý Phật tử có thể biết cái tập truyện này để mà mua về rồi giới thiệu để cho các em trẻ, các bạn nhỏ đọc. Ở trong đây là có 20 tập tất cả, và mỗi tập thì nó có một cái nội dung mang tính nhân văn và dạy cho chúng ta rất là nhiều điều trong cuộc sống. Chẳng hạn như là chú lùng và gã khổng lồ, những người bạn chân thành, anh chàng buôn chuột, những câu chuyện về chim, rồi những câu chuyện về khỉ, nó rất là nhân văn cả nhà. Người mẹ kế tham lam, những câu chuyện về voi chẳng hạn thế. Đây là một cái mẫu truyện Đức Phật cả nhà. Hồi xưa là bị thất truyền rồi, nhưng mà may mắn rằng là có dịch giả là Tỳ Khưu Đức Hiền, là sư Đức Hiền dịch giả và sư mang về Việt Nam. Sau đó bây giờ là chúng ta mới được có cơ hội cầm cái cuốn sách này trên tay và chia sẻ với cả nhà. Là ngày sáng ngày hôm nay Nhân có duyên á, tự nhiên tình cờ gặp sư, rồi sư tặng cho mình một bộ, nhưng mà Nhân thấy cái ý nghĩa và cái nội dung nó hay quá cho nên Nhân mới chia sẻ. Thì nếu như mà cả nhà muốn sở hữu cái bộ truyện này để tặng cho con hoặc là cháu trong nhà thì liên hệ với số điện thoại của sư Đức Hiền ở Nhân để trên đây. Cả nhà cứ gọi cho sư rồi để nhận được những cái cuốn như thế này nhé. Còn bây giờ thì mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong chùa Thanh Đức để thăm chùa cũng như là trò chuyện với sư Đức Tâm đi thôi cả nhà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Thanh Đức. Cái tập truyện này rất là nặng cả nhà, 3 kg. Lần đầu tiên mà Nhân cầm trên tay một cái tập truyện mà chất lượng nè, cả nhà thấy không? Đó, rút ra rất là kỹ. Trong đây nó có 20 mẫu truyện. Sư Đắc Tâm hiện tại thì vẫn còn sử dụng củi để nấu ăn, cho nên đây là những cái củi mà sư mang về đây sư để, rồi khi nào mà cần nấu ăn là sư sẽ sử dụng. Dạ mô Phật, con chào sư ạ. Dạ. Chùa Thanh Đức đây cả nhà. Cả nhà thấy không? Quang cảnh của chùa vẫn như ngày nào.
Lần trước thì Nhân ghé Giang Thâm thì cả nhà cũng biết rồi, chùa bị nứt rất là nhiều chỗ, và dường như là nếu như mà trải qua một khoảng thời gian nữa nó biến đổi về về địa chất nè, rồi môi trường tự nhiên á, nó sẽ rất là nguy hiểm cho người ở. Và đặc biệt là sư Đắc Tâm thì tu tập ở đây có một mình nữa, nếu mà mưa bão đến thì không biết xử lý như thế nào. Mấy ngày hôm nay ở Huế mưa, và chắc có lẽ là chùa cũng dột rất là nhiều. Nhân thấy cái sàn nhà nó bị ướt này, ẩm này. Cả nhà thấy nó bị nứt không? Đây là chánh điện của chùa nè. Cái mảng tường bên kia nó nứt, nó hở ra luôn rồi. Khi mà nhìn cái mảng tường đó thì Nhân nghĩ rằng là sắp tới khả năng rất là cao là cái tường này nó đổ ra phía sau kìa. Và ở phía sau đó thì sư Đắc Tâm dựng một cái lều bằng bạc ngủ ở ngoài đó. Nhân sẽ dắt cả nhà ra ngoài đó để xem, là mới biết được rằng là mưa bão, nếu mà mưa lớn thì sẽ bị ướt. Chỗ này là mưa ghê cả nhà. Cây nó mục quá, cây nó gãy hết rồi, rất là dễ sập. Cả nhà đi với Nhân đi ra cái chỗ ngủ của sư Đắc Tâm ở sâu. Sư không biết là mấy cái củi này sư mang ở đâu về mà quá trời luôn. Củi nhỏ nhỏ để nhóm lửa. Cái lều này là chỗ sư Đắc Tâm ngủ qua đêm ở đây. Đây cả nhà. Trời ơi, nó ướt hết rồi. Trời ơi, nó mục, nó rách rồi cả nhà này. Trời ơi, rách tan nát hết rồi. Cả nhà xem nè. Lỗ hết rồi. Nhân rồi cái mùng là Nhân biết rằng là cái mùng này nó ướt nè, mưa ướt nè. Đây cả nhà, cái miếng gỗ ván ép này nó cũng ướt rồi. Một xíu nó vào trò chuyện với sư xem thử là mấy ngày vừa rồi mưa sư ngủ ở đâu. Cái bếp của sư, bếp củi thôi nha. Nước nó dột ở chỗ này quá trời luôn, ướt nè. Rồi, mời cả nhà đi qua trò chuyện với sư Đắc Tâm nha cả nhà. Dạ sư, thì mấy bữa rồi, vừa rồi là Huế mưa, con thấy cái chỗ ngủ phía sau của sư nó bị dột á. Tối sư ngủ ở đâu? Dạ ba ông chưa ngủ. Vào trong hả? Dạ. Vào trong con thấy là đi trên sàn nó cũng rất là ẩm, thì nó có dột không? Dạ có chứ, nhưng chỗ nào không dột thì mình ngủ chỗ đó thôi. Dạ. Dạ. À, trời. Thì thời gian vừa qua thì có ai làm phiền sư không, hay là gọi điện muốn lừa đảo gì? Dạ có chứ. Có luôn hả sư? Có người gọi điện chia sẻ cái việc chùa hư đổ, cũng có người gọi điện chửi bới. Rồi cũng có người gọi điện để lừa đảo. Nhưng mà đối với mình thì bình thường. Dạ. Những cái sự chửi bới hay là lừa đảo thì hẳn có chỗ quan trọng nữa. Dạ. Họ chửi thì cứ để cho họ chửi thôi. Nhưng mà vì sao mà họ lại chửi mình?
À cái đó thì cái quyền của họ. Dạ. Ừ, họ có miệng thì họ nói. Dạ. Còn mình có lỗ tai mình nghe không quyền mình thôi. Dạ. Ừ, ai chửi thì người này mệt. Còn mình nghe mình mệt. Nhưng mà họ chửi có quá lắm không sư? Dạ cũng quá lắm. Ừ. Cũng tức là nhiều khi người ta bực dọc cái đó người ta chửi mình thôi có chi. À, có nghĩa là người ta bực cái gì đó rồi người ta lấy mình ra làm cái bia. Đó. À, thì cứ để cho họ xả cục tức là họ xong rồi thôi. Dạ dạ. Đấy. Rồi từ đó về sau họ không chửi nữa. À, hết rồi. Mình có trả lời đâu họ chửi. Dạ. Cho họ nói thoải mái. Rồi còn cái việc mà có người gọi mà để lừa đảo thì họ lừa như thế nào sư? Họ muốn như thế nào? Tức là họ về mình đọc cái mã OTP cho họ, mã tài khoản ngân hàng của mình ấy, để họ lấy tiền của mình ấy. Nhưng mà mình có tiền đâu mà lấy. Có nghĩa rằng là họ gọi điện cho sư. Đúng rồi. Rồi thì họ bảo rằng là đọc cái mã OTP. Đúng rồi. À, tức là họ cũng nhiều chiêu trò quá ha. Dạ đúng rồi. Vậy là nếu mà mình đọc cái mã OTP đó cho họ thì là nó sẽ hack cái tài khoản. Đúng, họ lấy cái mình. Tài khoản của mình họ lấy tiền. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái đó thì sẽ cảnh giác hết rồi. Đến bây giờ các truyền thông đại chúng người ta đã phổ biến rất là nhiều về cái vấn đề lừa đảo rồi. Dạ. Cho nên mình phải là để ý. Dạ. Đừng có cung cấp cho ai hết. Dạ. Rồi cái nơi tu tập của mình nó xuống cấp đến như vậy rồi, sư có dự định rằng là khi nào mình sẽ sửa sang lại cái chỗ này không? Dạ, kế hoạch thì sẽ xây mới lại toàn bộ. Dạ. Nhưng mà bây giờ con vướng mắc một số thủ tục. Dạ. Cho nên vẫn chưa triển khai được. Dạ. Có nghĩa là mình phải xin phép. Đúng rồi. Giấy tờ rồi cho nó đầy đủ. Đúng rồi, phải có giấy tờ đầy đủ, hợp dạ. pháp. Đúng, mình làm là mình phải đúng pháp luật. Dạ. Mình mới làm được. Dạ. Còn mình làm vi phạm pháp luật là không có được. Dạ. Cho nên là mình phải chờ cho. Đúng rồi, phải chờ cho đúng thủ tục pháp lý. Khi đó mình mới được làm. Đấy, còn chưa đúng thủ tục pháp lý thì mình làm là nó vi phạm pháp luật. Dạ. Mình sống thì mình phải theo tinh thần của pháp luật mình làm. Dạ. Đó. Thời gian vừa qua thì lợi dụng vào cái hình ảnh một cái ngôi chùa mà nó sập sệ, không có được kiên cố, cho nên là có rất là nhiều kẻ xấu lấy cái hình ảnh của con với thầy ấy để kêu gọi xây chùa. Dạ. Nhưng mà con cũng đã báo lên cơ quan công an rồi, mà không biết là bây giờ thì sắp tới sẽ không biết có tìm được hay không. Cái đó thì nhờ bên chính quyền họ làm việc thôi. Còn cái đoạn cuối clip thầy có nói rõ là mình không có kêu gọi đó. Dạ dạ dạ. Vì tại vì sao? Tại vì sợ người ta lợi dụng cái hình ảnh của chùa. Dạ. Người ta trục lợi. Dạ. Đấy, cho nên những ai mà đăng lên kêu gọi, đăng số tài khoản lên để kêu gọi, lợi dụng hình ảnh chùa để kêu gọi, điều là sai sự thật, không có đúng. Chính xác. Dạ. Đấy, còn ai phát tâm thì cứ gọi đến trực tiếp số điện thoại của sư. Dạ đúng rồi. À, để xác minh đấy đúng là sư đắc tâm. Dạ. Rồi khi đó mới cúng dường. Dạ. Còn không thì thôi. Đấy. Bởi vì là cuộc sống bây giờ thì người ta bất chấp nhưng mà cái điều mà mình thấy nó sai nhất á, là lợi dụng vào chùa để lấy cái tiền đó và sau đó là làm vào cái việc cá nhân. Đấy, vì cái lòng tham của con người mà. Dạ. Lòng tham thì nó không có đáy. Dạ. À, cho nên người ta làm bất cứ việc gì mà người ta có được tiền là được. À, không nghĩ đến cái hậu quả của mình. Dạ. Có những người họ chửi tới mức độ mà họ nói rằng là sư lợi dụng chùa để lấy tiền mà đi mà. Sư về ở đây 3 năm rồi không ai biết hết. Dạ. Mà họ bảo là sư lợi dụng hình ảnh chùa để lấy tiền mà đi. À, có nghĩa rằng họ nói rằng là mình lợi dụng cái hình ảnh ngôi chùa này. Đúng để quyên góp vô. Rồi. Bỏ vào túi riêng. Đúng rồi. Rồi sau đó là mình sẽ đi. Đấy đấy. À. Đấy, sư về ở đây 3 năm rồi không ai biết cả. Dạ. Mà sư cũng nói là không kêu gọi luôn. Mà họ vẫn nói lên được câu đó mà. Dạ. Dạ. Vậy thì lâu nay có ai đến đây để xin tá túc không sư, tu tập ở đây? Dạ vâng, có người là gọi điện tới xin để làm đệ tử nhưng mà cơ sở thì không có. Vậy hơn nữa là sư chưa đủ khả năng để nuôi những người. Đó. Mình cũng trình bày rõ với họ là mình không có đủ khả năng để nuôi người, không đủ khả năng để nhận người, mong thông cảm. Dạ, dạ, có nghĩa là bây giờ là mình chỉ đủ để trang trải cho bản thân mình để mình tu tập thôi. Đúng rồi. Cho nên là không dám để nhận thêm người về, là mình phải lo cho người ta nữa. Đúng rồi.
Yeah. Mình phải có đủ khả năng mình mới nhận được. Yeah. Đấy, còn chưa đủ khả năng thì không nhận được. Với lại nếu mà về thì cái chỗ nào nó không giọt thì không biết là ngủ ở đâu. Thì có những người họ bảo là con chỉ cần có một cái chế một cái chỗ này có ngủ. Yeah. Nhưng mà xưa này không có được. Vì cái vấn đề mà ăn ngủ thì phải rất là quan trọng. Ừ. Đối với một cuộc sống của con người. À, mình là nhận họ thì mình phải có trách nhiệm. Dạ. Lỡ họ có chuyện gì thì mình phải chịu trách nhiệm. Dạ. Đấy. Đúng rồi. Dạ. Dạ thầy, sao con thấy rằng là chùa mình có những cái chỗ mà nó dột như vậy, sao sư không chia tạm lại cho nó khỏi bị ướt? Bây giờ tháo xuống một cái là nó vỡ ra hết. Đấy, nó không có kiến cố á. À, bây giờ mình dỡ cái mái ra. Mình dỡ ra cái đó là nó hòa hết luôn. Giống như là nó bị mục rồi. Dạ đúng rồi, nó mục hết rồi. À, cho nên cái tấm bạc hồi trước sư để đó là khi mà mỗi lần mưa là sư căng tấm bạc hết cái mái luôn. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ mình đụng vào một cái là nó toa xuống hết à. Trời, cũng bây giờ mình giữ nguyên vậy. Dạ. Hay mình giữ nguyên vậy luôn. Đến một lúc nào đó cái là mình đặt khi, luôn. Khi đủ thuộc pháp lý rồi là mình làm lại hết luôn. Dạ. À, cho nó khỏe luôn. Bây giờ mình tháo ra mình làm lại thì nó tốn tiền. Dạ. Rồi mình cũng đập ra lại tốn thêm tiền nữa. À, bây giờ nếu mà mình dỡ ra mình sửa thì nó cũng tốn tiền. Đúng rồi. Thì thay vì cái tiền đó thì mình để dành đó. Mình để dành đó luôn. Mình để dành đó tới khi đủ thuộc pháp lý là mình làm lần một lần luôn. Dạ. Con thấy sư để rất là nhiều củi xung quanh đó là để dành hả sư? Dạ, người ta bạn cấy rồi á. Cho nên những cái nhánh nhỏ người ta không sử dụng, mình ra mình lấy vào mình để mình nấu. Dạ. Vậy là tính ra là sư cũng rất là đề phòng những kẻ lừa đảo ha. Đúng. Cũng dạ, cảnh giác. Đúng rồi. Chứ không thôi là nếu mà nhẹ dạ cả tin một cái á, là xong liền. Đúng rồi. Có một số cái trường hợp mà họ lừa như thế này nữa nè. Là họ nhắm vào những cái hộ cá nhân nhỏ nhỏ, họ mới mở hộ kinh doanh á. Xong bắt đầu cái họ nhắn là thông báo nộp thuế. Ừ. Bắt mình cài vô, mình khai hết thông tin thế là xong, thông tin của mình lộ ra hết rồi xong nó hack luôn cái tài khoản, tài đoạn nó hack hết cái gì trên điện thoại của mình, nó hack sạch luôn, không còn một cái gì. Tính ra là có rất là nhiều những cái thủ đoạn lừa đảo đó mà cơ bản là chúng ta phải tỉnh táo. Đúng rồi. Dạ. Có những thủ đoạn nó đánh vào cái lòng tham của bản thân của chúng ta. Dạ. Ví dụ như nó bảo rằng là bạn có một cái món quà là một cái chiếc xe máy chẳng hạn, thế thôi bây giờ có muốn nhận không? Nhận thì chuyển tiền phí bao nhiêu đó, 1-2 triệu, thì có người họ tưởng thật rồi cuối cùng cũng chuyển mà thấy xe máy thì không thấy mà tiền thì mất rồi. Đấy, trên truyền thống của VTV á. Dạ. Thời sự người ta cảnh báo rõ là không có miếng phô mai nào miễn phí đó, chỉ có miếng phô mai nằm trên bẫy chuột đó. Dạ. Mình ăn vào là mình bị dính bẫy thôi. Dạ. Ăn là sập bẫy. Ăn là sập bẫy thôi. Dạ. Người ta đã cảnh báo rất là rõ cho mình rồi đó. Cái anh đó anh điện tới là anh nói là cỡ nước ngoài á, gửi tiền về nhưng mà thẻ của sư bị lỗi. Dạ. Cho nên đề nghị sư cung cấp mạo OTP. Mình họ nghe tiền tiền nước ngoài gửi về là nhiều tiền, chắc nhiều tiền lắm là mình mừng, nhưng mà chứ không có mừng. Yeah. Mình không có mừng gì hết á. Yeah. Vì mình nghe cả là mình biết liền à. Thường thì nếu mà gửi tiền nước ngoài về á là có hai hình thức. Một là họ sẽ mang tới nhà cho mình luôn. Đúng rồi. Thứ hai á là họ sẽ chuyển khoản cho mình với một cái điều kiện là họ phải gọi họ xin số tài khoản của mình. Đúng rồi. Họ có chuyển thì họ chuyển, còn họ không chuyển thì thôi, mình cũng không nên cấp mã OTP. Đúng rồi. Yeah. Mã OTP là mất luôn. Mã OTP là mà mình chuyển tiền cho người khác á. Dạ. Yeah. Sư, ở trong khuôn viên chánh điện mình chỗ nào mà nó dột, sư có thể chỉ con biết được không? Tại vì mấy hôm nay trời mưa, đi sư. Dạ. Yeah. Xin thứ thầy nha. Sao sư không gắn tạm mấy cái cửa này cho nó ấm? Dạ, cái này có làm được cửa nữa đâu. Đấy, cái này dột hết đây này. Dột chỗ nào sư? Đấy, nguyên một đường nó ướt hết đây này. À, là cái chỗ này đó hả? Đó, là nó chạy xuống dưới đây này. Đấy, còn ở đây nữa này. Đó, trên này nó dột hết này. À, bên này nó ướt. Nếu mà mưa thì nó sẽ chảy. Đó, nó chạy xuống những cái hàng cột đây là con nước, con ướt đây này. Ồ. Đấy. Vậy là tính ra nếu mà mưa là trong chùa mình là không khác gì ở ngoài. Dạ, cũng nó khô hơn chút thôi. Còn dạ. Ở đây là nó dột nguyên một hang ở giữa này.
Nguyên một hàng ở giữa này là nó dột hết. À, nguyên một cái hàng ở giữa này là dột hết luôn. Đấy, à? Nguyên một hàng ở giữa này là đấy thì anh thấy cái đòn tay ở giữa nó bị thấm nước, nó màu đen đó. Tính ra là nếu mà ở chùa mình như thế này thì điện đài thấy nguy hiểm quá ha. Dạ. Tại vì nó ẩm ướt á sư. Dạ. Nên nhiều khi nó rò điện không? Dạ không đâu. Tường nó ẩm ướt hết rồi. Dạ. Tại vì khi mà đến đây thì nhiều khi con không dám đụng vô tường. Bởi vì là cái mảng tường nó ướt nè. Nhìn tường là thấy ướt rồi, nếu mà điện mà nó rò đây nè. Mà mình đụng vô thì nó có nguy hiểm quá không sư? Dạ cái đó thì mình cũng chưa biết nữa. Dạ, nếu mà cho quý Phật tử mà tới trong cái lúc mưa chắc sư phải nhắc chứ không thôi. Dạ. Dạ tại vì không, ở đấy trời mưa là ba Phật tử ở nhà hết. À. Không để đến. Mưa là Phật tử. Dạ, mình dặn Phật tử lúc trời mưa là không để đến chùa. Mưa là không nên đến à? Đúng rồi. Khi nào trời tạnh ráo mới đến chùa. À. Còn trời mưa là không nên đến chùa. Vì mưa nhiều khi kết cấu nó yếu rồi á. Dạ. Lỡ nó sập một cái nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Vậy là tối là sư ngủ đây hả? Đấy, nằm đấy, cái gối đấy. Hay dạ. Chỗ này là không dột đấy. Đó, nó thấm đấy, nhưng mà không dột ở đấy. À, là cái góc nhỏ ở đây là nó không có dột thôi. Đúng rồi. Còn lại là dột hết. Ở bên nằm nơi góc này thôi. Ồ, dạ. Cũng hy vọng rằng là sắp tới chùa mình sẽ sớm được có cơ hội để dựng lại một cái ngôi tam bảo không phải là quá lớn nhưng mà cũng vừa đủ để quý Phật tử đến sư ha. Dạ. Chứ còn thấy như thế này không có đảm bảo mấy, nhiều khi đấy, khi nào đủ duyên đủ pháp lý mình mới làm được. Dạ. Trước tiên là phải đủ tục giấy tờ cái đã. Không, nhưng mà ngày hôm nay khi mà con đến đây mà biết rằng là sư không bị bị những kẻ xấu họ lừa là con cũng đã mừng rồi. Dạ. Dạ, thật sự là vậy, bởi vì là con cũng rất là lo lắng phải đến thăm sư trực tiếp rồi trò chuyện. Rồi đó, sau đó là xem lại cái cảnh quan của chùa, tại vì trời đang mưa có thứ nó như thế nào mà hóa ra nó dột quá dữ luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Thì thôi thì một xíu nữa là sư đi công việc lắm sư. Dạ. Yeah. Dạ vậy thì chắc có lẽ thôi để cho sư đi công việc cả nhà. Rồi có duyên nếu mà thời gian sau mà chùa được xây dựng á thì nhân sẽ ghé nhân lại nhân thăm để chia sẻ đến quý vị Phật tử đã biết được là tam bảo đang bắt đầu phục dựng. Chắc lẽ thôi bây giờ con cũng xin phép sư ha. Dạ thôi. Dạ, dạ. Thôi chúc sư sức khỏe nha. Dạ dạ. Cả nhà, ngày hôm nay nhân có dịp về Huế thì chắc chắn rằng là nhân phải ghé thăm chùa Thanh Đức. Bởi vì rằng là chùa Thanh Đức là một trong những ngôi chùa mà để lại ấn tượng khá là sâu sắc đối với nhân. Bởi vì là nhân cũng đi rất là nhiều những ngôi chùa khắp nơi, không chỉ là ở Việt Nam chúng ta mà những ngôi chùa ở những quốc gia khác nữa. Nhưng mà chùa Thanh Đức là một ngôi chùa mà có gì đó mình cảm thấy rất là xúc động khi đến đây. Mưa thì dột và nắng thì rất là oi bức. Và hy vọng rằng sắp tới thì chùa sẽ được phục dựng lại một cái ngôi chùa nó khang trang hơn một xíu, để sư tu tập cũng như là quý Phật tử ở đây có cái nơi để mà đến rồi nương tựa vào Phật Pháp. Thôi thì ngày hôm nay nhân chia sẻ lại về chùa Thanh Đức. Hy vọng rằng quý Phật tử cũng như là quý vị khán giả sẽ không bị những thành phần xấu lợi dụng hình ảnh của nhân cũng như là lợi dụng hình ảnh của sư Đắc Tâm để lừa đảo và trục lợi. Cả nhà nếu như mà muốn liên hệ với chùa Thanh Đức á, thì liên hệ với số điện thoại mà nhân để trên đây của sư Đắc Tâm, gọi điện trực tiếp cho sư Đắc Tâm để trò chuyện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.